Hello, xin chào tất cả bà con em. Nay chiều Tết con đang qua máy Nhật nha. DM3H đang qua 3H. Con này dòng đời cao nha, chống tâm dài. Máy rất đẹp, rất êm. Giá rất rẻ luôn. Này có cái máy xoàng thêm một của nhông nè. Mấy cái này là mấy cái cây của che băng nha, tháo ra vệ sinh rồi anh em gắn lại. Có tay xích dao xích chấu như cái đầu chống tâm sóng luôn rồi nha, sóng xịn luôn rồi. Nó côn số 3. Trước cái test thì thông số trước nha, dài 1m95, chống tâm 800, lỗ 52, có băng 420, qua dao 220, mâm cặp 109, 3 giáo thuận, đèn 3 pha 388, ngăn băng 300, chêm lên cái thấy gặp gần vậy. Chắc có ốc gì hay là dướng gì bữa móc về nó chêm trước rồi nè. Những gì chêm trước thôi. Chêm lên cái dở dở để đây đỡ đỡ đấy. Bây giờ thôi nhé, đỡ gấp bình là được rồi. Chốt thì bự bự trên vô thôi. Trên khỏi lắc máy rồi, được rồi. Rồi, điền vô. Dao đây mà. Rất êm. Rồi số đi. Cái này hình như là 12/3. Đây tốc độ nhìn nó số nha, ngoài 2/3 này. Chưa vô. Rồi. Ngoài 2/3 là thành 6. Rồi. Đang 3 tốc độ chậm hả? Ồ, này số này số hay xài nhất luôn này. Số này giữa tốc độ xài rất là luôn. Này anh em nhấp một cái mới gạt số dễ nha, không quen tay nha. Tiếp. Thắng luôn nè, thắng điện, thắng cơ nè, để lát thử nha. Này thắng cơ nha, thật máy mới thắng nha em. Dao lỏng à? Chắc có dao lỏng gì. Rồi gạt qua lại để vô tự động với ren. Chưa gạt dưới, nó chạy cái đã mới gạt dưới. À, tự động. Đá ra đá vô nha, bằng trên bằng dưới, bằng trên đá qua đó là thôi, nó bảo đảm cái cây bít me nè, trên bằng dưới mức chỉ đầy đủ nha. Trong một con này rất là ok luôn nha, rất là mướt mát, ăn tiền đồ rất là ngon nha, còn mà còn chính xác bằng bạn rất đẹp. Này hai cái chạy mới nhông này là anh em đủ đặt bước đang kiện qua dây của lo nha,
người ta không có tiệm ren nên dùng qua của tiệm chân cho nó láng này. Anh em về thay vô nha, đưa vô đủ nha, đủ 52 luôn, đem máy luôn. Rồi anh em có nhu cầu con này thì có gì alo nha. Sạc nhiều đi xuống này ra số là sẽ đi vô liền, số là tóc phải xài nhiều nhất để luôn.